trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Thưa xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác. Hôm nay thì có vẻ như là một cái tin khá là đáng buồn của bác ạ. Thời tiết thì kéo dài mưa từ được 2 hôm nay rồi. Có thể như là bây giờ mấy anh em vẫn còn đang trong quá trình mà làm của bác. Rất là may là hôm nọ là mấy anh em còn lập cái phần mái trước, bây giờ vẫn còn công việc để làm, chứ không mưa như này thì không có thể chắt được đâu các bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng xem hết video ạ. Thế bây giờ thì còn phần công trình phụ với lại bên hông nhà chưa có thể chắt được các bác này. Các anh thì cũng đã mắc dàn giáo lên rồi, nhưng mà do là mưa quá thành ra là không có dám chắt lên. Phần là đằng sau nhà thì đã chắt xong hết mọi cái rồi. Mưa như này thì không có thể là chắt được đâu các bác ạ. Phải tạm dừng lại. Có khi mưa mà kéo dài quá thì còn phải nghỉ thêm dài hạn các bác. Bây giờ tạnh mưa thì mới dám chắt được, mới dám hoàn thiện tới công trình phụ được. Hết xì á? Đang ở khu nào?
Ôi, phải thử trước này. Đây này nha. Tàu này ốp trên đường xong rồi anh Vinh. Tàu này ốp xong rồi à? Miếng này á? Bây giờ phải cắt à? Công việc của mấy anh em sáng nay là làm cái gì anh? Anh có thể cập nhật một chút cho tất cả các bác cùng biết không? Hôm nay thì giải thờ đi phía là ốp chân tường, nghĩa là bắt đầu gấp xong là dắp lại. Dắp lại là mình bỏ xi đóng vào đây không? Không, dắp lại thì lại tường. Có nghĩa là mình chắc cái chỗ nào mà nó còn chưa kín luôn. Không hề. Cái này là ốp này ốp chìm, không phải ốp nổi. Ốp này à? Thế ốp ba chìm là nó là như kiểu hôm qua mình ốp đấy à? Rồi ốp chìm là tí nó không thấy mặt gạch gì nữa. À. Nó có như phẳng. À, nó là phẳng từ trên kia xuống luôn đúng không? Phẳng áng trường luôn. À. Vừa rồi thì cháu Lực điện cho em Sử thì em ấy bảo là đang đi nhà mà hôm nọ có thanh niên kia bị mất hay sao các bác ạ? Hôm nọ là do là thanh niên kia không có khỏi nên là mất rồi. Ôi chào anh nha. Anh đang hoàn thiện ở phòng bên này à? Phòng này mới vào đây nhỉ? Bây giờ đến cái phần là cắt ốp trên tường này thì các anh phải cắt gạch để vào để lót rồi các bác ạ. Đấy, phần là phía này thì các anh cũng đã họ ốp xong hết rồi. Đấy, có vẻ như là bây giờ khá là ổn, thì một lúc nữa cháu Lực sẽ ghi lại cho tất cả các bác anh chị là cùng biết về cái ngôi nhà của ba ông cháu, cũng như là em Sử nữa. Vừa rồi thì cháu Lợi điện cho em Sử thì em ấy bảo là đang chuẩn bị về rồi. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay là vẫn đi ra nhà kia à? Vâng. Sao lại đổi quả mũ hồng này? Hả? Mũ hồng này cho em gái của nhà chú của Sử đây. Vâng. Đấy, mũ hồng này không hợp với con trai mấy không? Có mấy cái nhỉ? Hai cái thôi đúng không? Hai cái ạ. Hai cái à? Vâng. Cái mũ hồng này nó dành cho con gái nhá. Vâng. Hôm nay thì đi ra nhà kia cả ngày luôn à? Vâng. Nhà đây, thanh niên đấy là chôn chưa? Chưa, tí 10 giờ mới chưa. 10 giờ mới chôn à? Vâng. Sáng nay là đi sớm à? Vâng. Ông có đi không? Có ạ. Cả ông đi à? Vâng. Thế là mình đi giúp người ta à? Vâng. Bây giờ thì cái phần mặt tiền của nhà ba ông cháu thì đã xong rồi các bác nhá. Mặt tiền là cái phần là cửa thôi. Cửa thì cháu Lực cũng để rất là to cho nó thoáng mắt hơn một chút các bác. Còn cánh cửa sổ bây giờ nếu mà cháu Lực mà để mà một cánh cửa thì thành ra một cánh cửa sổ nó không có cân nhà lắm cô bác. Cho nên là phải để hai cánh cửa sổ này. Đấy này, hôm nay là mưa đội đi đúng không? Vâng. Đấy, chiều thì có thể là cho em gái nhá, chú nhá. Vâng. Em gái con là chú ấy. Vâng. Đấy đội. Cũng mình đi giúp người ta là mình làm việc cái gì sửa? Đi đi là gọi là đi cho một tầm phong theo chôn của dân tộc Mông thế này nhá. Là rồi là cho bày mâm người ta đúng không? Vâng. Các Sử thì không biết là nắm rõ lắm, các bác hôm nọ thì hỏi là đi đâu, em Sử đi thả cơm cho người ta ăn. Hải đi học đúng không? Hải không đi ạ. Hải không đi học á? Thế Hải đi đâu rồi? Em đi nhà kia. Đi nhà kia hết à? Vâng.
bây giờ thì đây cũng là xong rồi đấy. Cái phần làm mềm này hiện tại là nó có cắt được các bác nhá, chứ không phải là xi đâu, có cắt nó dính thôi. Ngày mai thì anh xong thì mình quét mọi cái và lau chùi cho nó bóng ngôi nhà đi rồi. À, bây giờ thì đang trong quá trình đi vào hoàn thiện thì nó sẽ hơi hơi bừa bộn và hơi nhìn trong kiểu hơi lộn thổ các bác, thì rất là mong các bác anh chị sẽ thông cảm cho mấy anh em đội thợ. Mấy nhà sư ơi, ở đây thì những cái phần này thì các anh cũng đã mắc dàn giáo từ hôm qua rồi các bác, do là thời tiết là mưa quá thành ra là chưa có thể mà chắt được. Nếu mà theo như anh Vinh mà chia sẻ giáo lực bây giờ mà chắt thì nó sẽ bị trôi cái vứa của nó đi. Ga này nào ở nhà ai đấy, xử ga này hả? Ga nhà kia à? Đấy, còn cái phần bếp lò ở trên kia các bác thì mấy hôm nữa lúc nào mà trời nắng lên rồi thì cháu Lực sẽ bảo các anh là đổ thêm một cái tấm bê tông nữa để đậy phần ống khói bên trên, tại vì cái phần ống khói thì cháu Lực cũng làm mà rất là to cho nên là mình phải đậy vào. Ở đây thì cháu Lực đọc được một số ý kiến và một số bình luận ở trên kênh, cô bác có bảo với cháu Lực rằng là trước khi mà cháu Lực lên tiêu đề video thì cháu Lực nên cân nhắc lại một chút cô bác. Chúng là rất là mong các bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực vì những lỗi đấy thì cháu Lực sẽ cố gắng để mà sửa để làm sao mà cho các bác hài lòng và tin tưởng cháu Lực nhất cô bác ạ. Dê bị bài bà mà nó giúp bé. Ông thì vừa thấy cháu Lực lên thì ông cũng lên luôn các bác. Không biết là ông chuẩn bị ra nhà bên kia hay là lên trên này. Bạn này bị lắng lắp hay là gì mà nè? Cả lắng lắp sao? Ồ. Thế xây hót cả lắng ra? Ồ, tao chỉ nữ chứ tao? Thế là cả Hải với Sử là ông đi à? À. Hải cái tầm mà. Hải đang nhà? Chưa. À, chưa về à? Ông thì bây giờ đang chuẩn bị là đi tham quan một vòng ngôi nhà của mình xem là có khác biệt hơn chưa cô bác. Lưu liệu có hai tốp bình nọc nó dè luôn. Có hai tốp này luôn, bố bị đi luôn. Lưu có hai tốp thì tàu rồi. Tốp thì có cái viên đấn. Ừ. Giờ này luôn. Chơi bây giờ. Chơi nè. Bây giờ thì anh hai đang có vẻ cắt gạch rất là ồn các bác ạ. Thời tiết ở trên nhà của Sử thì hai hôm nay khá là lạnh cô bác ạ. Bây giờ thì chắc phải là đợi trời nắng thì anh em mới tiến hành là dám mà chắt cái phần tường. Bây giờ thì ngôi nhà của ba ông cháu cô bác cũng đã hoàn thiện là gần được 80-90% rồi cô bác. Các anh em thợ chắt xong nữa thôi là đi đo cửa, là lắp cửa vào nữa là một cái ngôi nhà mà chỉnh chu mà đẹp đẽ rồi. Như em Sử thì có những cái chuyện gì mà không có phải thì bảo anh luôn nhé. Hay như hôm qua thì cô bác cũng đã biết một cái sự việc là như thế. Cháu Lực cũng ngồi lại và nói chuyện với em Sử về riêng ở ngoài. Thì đến hôm nay thì cháu Lực muốn ghi hình lại cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm gió được. Nắm gió được là Sử cũng có bảo với cháu Lực rằng là em ấy làm như vậy thì là không đúng, mặc dù là em ấy chỉ học đến lớp 2 thôi. Nhưng mà mọi cái em ấy đều là biết ra suy nghĩ và cũng là người lớn rồi, biết ra suy nghĩ chín chắn rồi. Cho nên là cái vấn đề mà hôm qua
mà em mới lên, xong là em mới lại đi về. Kiểu như là không ưa cho lực lắm các bác. Ở dưới nhà thì em mới đang có việc gì đang làm dở cho nên là phải đi về. Thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho em Sử và cũng như là thông cảm cho cháu Lực. Tại còn như anh cũng nói với Sử luôn là ngôi nhà này thì làm cho ba ông cháu ở chứ không phải làm cho anh ở nhá. Hay cho nên là các em có những hành động gì thì phải là khi mà mình nói ra hay là mình làm ra thì mình đều phải suy nghĩ một chút nhá. Ở đây thì lúc mà anh lên thì anh em mình có duyên với nhau, anh chia sẻ cái cuộc sống và hoàn cảnh của em lên thì cũng được các bác là cùng chung tay nhau là giúp đỡ cho em có một cái ngôi nhà như vậy, chứ không phải là đến thời điểm hiện tại này ngôi nhà mà gần xong thì em quay ra em quay xe là có thái độ với anh gì này nọ nhá. Bây giờ lớn rồi thì cháu Lực cũng chỉ là nói qua với em thôi, còn những cái chuyện gì mà không phải thì cháu Lực cũng đã dạy dỗ và nhắc nhở các em rất là nhiều, ở rất là nhiều những cái video, không chỉ là lên hình cháu Lực mới nhắc nhở mà có khi là còn đi ra ngoài gặp các em ở đâu thì cháu Lực đều là nhắc nhở các em cả, tại vì cháu Lực với em Sử là anh em cùng xá thôi cho nên là đi đâu thì cũng chạm mặt nhau cả, kể cả sau này ông Tế, sau này anh làm nhà cho các em, cho ba ông cháu xong rồi đi ra ngoài thì anh cũng chỉ anh không mong sao là đi ra ngoài gặp anh lúc nào cũng phải là gọi là coi anh như là một người gọi là rất là cao quý với em. Anh chỉ là mong sao là đi ra ngoài gặp nhau, mình chào nhau một cái thôi, đấy là cũng là niềm vui rồi đấy. Lâu lâu thì anh còn là anh lên anh chia sẻ cái cuộc sống của em lên với ông với em Hải nữa lên, em là khi mà được các bác giúp đỡ như này thì ba ông cháu có gì thay đổi về sau hơn. Ở đây thì khi mà các em được các bác giúp rồi thì các bác cũng mong sao không có mong là gọi là em phải là đền ơn báo đáp cả. Đấy, chỉ mong là em sống tốt hơn, là các bác đã thấy vui, đã thấy gọi là giúp đúng người rồi. Đấy, như thế thì các bác bỏ tiền ra giúp thì các bác mới không có gọi là giúp sai chỗ. Hiểu chưa? Đấy. Anh em mình ra bên này xem mà các anh em thợ là ốp lát tới đâu rồi. Em Sử thì còn rất là nhiều điều cho nên là cần phải nói rõ cho em thì em mới hiểu được cô bác. Có những điều thì em ấy bị hàng xóm người ta tác động vào xong là không có chịu nói cho cháu Lực, thành ra là em mới có thái độ là hầm hầm như thế. Ở đây thì các chú là vừa ốp xong lại vừa chắt, là vừa dùng vừa cái rẻ để lau luôn cô bác. Nó mới sẹt chứ. Vâng, chứ không là nó dính vào xi là mấy nữa mình cậy ra là nó bị dính hết rách rạch á. Thì mấy giờ lại đi hộ nhà kia? 8 giờ. 8 giờ à? Thế xem cứ giờ nào là đi hộ là đi nhá. Thế còn ở đây thì anh cùng với các anh đã làm rồi. Thế anh cũng chỉ là xem các anh làm thôi chứ anh không biết làm ấy. Thế còn về gạch này thì là sẽ là gạch ốp vào nhà vệ sinh cô bác, ốp tường nhà vệ sinh ấy. Gạch này thì nó không phải là màu trắng hoàn toàn đâu cô bác. Nó hơi hơi trắng sứa một chút cô bác ạ. Cái màu trắng sứa thì đang hot rồi. Như cái màu mình dán tường vào thì mình ốp vào tường thì nó mới sạch sẽ, mình lau cái là nó ra luôn. Sửa sao con đi giày đi, đeo ủng đi à? Đó là anh em trong làng là mình đi hộ đúng không? Hay là như nào? Dạ. Bây giờ là chuẩn bị sang nhà kia rồi à? Vâng. Bây giờ thì mua phụt khá là nhiều này. Đi đến mấy giờ mới về? Đi chắc 3 giờ mới về. 3 giờ à? Vâng. Thế thì đi hộ hàng xóm thì xong là chào các bác xong là đi đi. Vâng. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Rồi cứ đi đi. Đây, lấy mic cho anh đã. Vâng. Đi đi.
Đấy, bây giờ thì các anh lại tiếp tục là vào công việc là hoàn thiện cái phần chân tường nữa các bác này. Anh em Sử thì đi ra nhà bên kia là hộ gia đình nhà người ta có chút việc rồi. Phòng bên này là bây giờ xong rồi anh ạ. À. Bây giờ những góc còn lại thì anh hai một tí nữa anh sẽ cắt thì là sẽ ốp là được vào hết rồi các bác. Đấy, đến những góc tường thì mình phải là cắt thì mới vừa được. Thế còn hiện tại phòng khách thì chú mình đang hoàn thiện nốt cái phần mà vừa ốp xong các bác. Ở đây thì các anh ốp xong thì các anh dùng cái rẻ lâu qua thì nó sẽ không bị dính sim chút nào các bác. Bây giờ chỗ cháu Lực đang đứng thì nó dính cát này các bác này. Thành ra là nó hơi bẩn một chút các bác. Nếu mà bây giờ dùng chổi để quét lại thì nó sẽ bóng rất là nhiều. Đây, bây giờ thì các anh lát gạch với lại ốp ba phần chân tường thì cũng đã gần xong rồi các bác. Đây, ở đây thì vừa rồi các anh với cháu Lực là quét qua vòng thôi thì là ngôi nhà cũng sạch sẽ rồi. Bây giờ đợi hoàn thiện ngôi nhà thì dùng nước để lau qua mọi cái thì gạch nó sẽ sáng bóng với cả lên rồi các bác. Đây, ở phần bên này thì chú Bình với lại thêm các anh thợ là hoàn thiện nốt là hai cái phòng ngủ nữa thì là cũng xong cái phần ốp gạch rồi các bác. Còn ở đây thì giáo sư cũng nói thêm một chút các bác nhé. Ở đây là các anh là ốp cái gạch này là ốp chìm là không cho nó hở một cái viền nào ở đây luôn các bác. Tại vì các anh nói là nếu mà hở trên này thì sau này bám bụi vào đây rất là nhiều cho nên là cho nó phẳng cả cái tường này xuống luôn. Anh đang trang trí lại thêm một chút à? Nó phẳng ấy. Để chỗ này chưa phẳng này. Đâu? Đây này.
Chưa. Cái này được rồi. Cái này mấy hôm nó để nó khô là mình quét đi ra. Ừ. Cái này nó rơi xuống là phẳng đúng không? Bây giờ mình mà lại lau thì nó lại dính như này. Hải thì cũng về sao đấy các bác, nhìn thấy Hải. Hải ơi, ra đây. Ra đây. Hải là hôm nay không có đi học các bác ạ. Với ai về ấy Hải? Với ai về đấy? Con của chú à? À. Hải hôm nay là đeo giày đi đấy nhở? Hôm nay thì khá là lạnh rồi. Anh Sử là vẫn đang ở bên kia à? Vâng. Con chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Sao đi ướt hết áo rồi? Ôi, vấy tay lại đi. Đang, Hải đang nói chuyện thì dẫn được cắt ngang cô bác. Thử lấy chổi quét con vòng nào. Quét một tí nào. Ở đây thì bây giờ nó không có dính sơn đâu các bác nhé. Ở đây thì nó chỉ là hạt, là ở đây thì nó không có dính xi đâu các bác. Đây chỉ là những cái hạt cát mà khi mà mình đi từ bên kia vào thì là cát nó động lại ở cái phần dày của mình ra là nó bị dính ở đấy thôi. Đấy, Hải quét một chút thôi nhưng mà nó đã sạch rồi. Mình lấy nước lâu qua một chút thôi thì nó không có vết bẩn nào rồi. Bây giờ thì phải hoàn thiện xong mọi cái rồi thì lau chùi tất cả mọi cái sạch sành là có thể là đi vào là tân gia được ấy. Ở đây thì lúc mà các anh là vừa ốp là các anh vừa lấy cái rẻ là lau qua luôn cô bác để không cho nó bị dính cái xi của nó. Đi. Ê, bên nào pẹt pẹt lên xuống bắn đi, đù đù đỏ mấy nè, nó pi. Dạ, cái này mấy nhanh đi khả lông vơi vơi, nông đi tìm nó mày bỏ à. Ôi, khỏi rơi rồi hả? Anh em, hai anh em cũng làm rồi. Ở đây thì bây giờ dùng cái rẻ về để thấm nước lau qua một cái là nó sạch sạch xanh luôn các bác. Nó sẽ không có bị dính những cái vết xi mà nó bị lồng lại lâu nữa. Đợi các anh như là hoàn thiện nốt cái phần bên này thì cùng các anh là dọn dẹp một chút thì cho được xé. Tiếp tục ghi hình tất cả các bác anh chị là cùng xem cái phần ngôi nhà khi mà nó được ốp trong mọi cái thì nó sẽ đẹp như nào các bác. Đấy, một phòng khách như này thì phải nói là khá là rộng các bác. Chiều ngang của cái phòng khách này là 5m các bác ạ. Hơn là 5m một chút các bác. Đây chú Vinh phải à? Đây. Mai đi ra chợ mua hai cái chuối về quét nhé. Cái này quét thì không đưa đâu. Vâng.
Khá là tối anh nhỉ? Giờ không có đèn pin rồi. Đi này đi của tôi luôn. Bố nó, đấy bây giờ thì hiện tại là các anh đã hoàn thiện cái phần ốp ảnh của các bác. Và cũng rất là mong cô anh chị sẽ thông cảm là hiện tại là cháu Lực chưa thể là dọn dẹp để cho nó gọi là sạch sẽ được. Tại vì là bây giờ mình trong quá trình mình đang thực hiện và thi công ấy, thì mình đi từ ngoài vào thì nó lại dính đất vào rất là nhiều rồi. Nhưng mà trong đó là những cái viên gạch thì nó sẽ không có dính xi măng đâu các bác nhé. Bây giờ thì các chú đang bịt những cái lỗ mà hôm nọ làm dàn sáo rồi các bác. Xong chưa anh Quang? Xong rồi. Xong rồi à? Bây giờ thì anh Quang đang lau gọi là lau xi các bác để không cho nó dính những cái mép gạch này các bác này. Ở đây thì đây này, các anh lau qua một lượt gạch nó sáng bóng rồi các bác nhá. Và những cái vết này, những cái hạt này sẽ là những cái hạt mà xi nó đã khô rồi, thành ra là nó không có bị ảnh hưởng nữa. Đọc vào nó, thì đấy, đây, đúng này, đúng dài, cũng sửa cho nó.
Và mọi cái, mọi những cái vấn đề mà cháu Lực làm còn thiếu sót thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực và chỉ dạy cháu Lực nhiều hơn để làm sao mà cháu Lực hoàn thiện cái bản thân của mình tốt hơn cô bác. Ví dụ như video trước thì cháu Lực có lên một cái video mà cũng phải nói là đặt tiêu đề nó hơi không đúng cái mục đích một chút, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Và như em Hải với em Sử thì có những cái chuyện gì thì các em phải nói là hàng xóm xung quanh ở trên nói các em, thì thành ra là đến lúc mà các em gặp cháu Lực thì các em lại làm tỏ ra một cái thái độ mà không có được ưng cho lắm. Nhưng mà trong thời gian đó thì cũng được cháu Lực nhắc nhở lại em Sử và bảo ban em Sử, nói với em Sử những cái thắc mắc, những cái vấn đề gì thì em ấy cũng đã gọi là thay đổi đi. Hôm nay là công việc của mình là anh em mình là xong phần ốp gạch rồi đúng không anh? Đúng rồi. Thế là ngày mai là nó tạnh mưa là mình mới chát được đúng không anh? Hiện tại là mưa chưa thể chát được đúng không? Mai bắt đầu tạnh là chuyển vào phòng bếp để chát. Vâng. Phòng bếp để chát ra là mai bếp. Mai em lấy sắt thêm nữa là làm cái bàn thái để mà mình nấu cơm luôn. Để nấu cơm luôn. Ôi bây giờ thêm cả cái bồn rửa bát này. Cái bàn thái kia thì mình đặt cái bồn rửa bát vào luôn nhỉ? Đặt buồng ở đấy luôn. Vâng. Bây giờ thì ngôi nhà của ba ông cháu dần vào hoàn thiện, có những góc nào hoàn thiện cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là không biết. Trước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ, có lẽ là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Đúng thời tiết không ủng hộ thì bây giờ phần trong nhà thì cũng hoàn thiện rồi, nhưng bây giờ đang đợi lập trời nắng lập mà phòng bếp thì phần đời phần thơ mới bắt đầu lên để làm, nhưng bây giờ chắc phải nghỉ một hai hôm để trời nắng để lập để và làm hẹn gặp lại các bác vào là một ngày không xa đấy. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Chào các bác nha. Chào các bác nha. Xin chào các bác các cô nha. Chào các bác nha.